tháng 45 triệu phải không? Em đi đâu hả? Nhà đi làm thịt đủ nha. Đâu? Sao vậy? Nhà nào đem thịt? Bán thịt. Nhà đá. Sao đem làm thịt? Chứ bán không ai mua làm thịt. Nhiêu tiền? Bây giờ người ta mua tàn là con 4-5 ký gì được không? Mà nhiêu tiền? Gì? Nhiêu tiền? Ai biết gì không? À, nó đứng không? Nó đứng không? Nó đứng không? Nó dữ lắm đó. Giờ thả là nó chạy á. À, này hải gà rừng, nó đá gà rừng chết. Ừ. Thả là nó chạy. Tưởng hai gái gã chung thì hả chung được cho mua. Nhưng mà nó đá gà rừng tôi. Đá. Nhưng mà gã chung đá ra nó sung lắm. Nó đá mấy bữa Tết mà nó đá bầm đầu nhau ngoài đó hết trơn. À, bắt về để vô hả? Ừ. À, nhưng bán nhiêu mấy tiền? Con. 50 triệu hả? Ai biết gì không? Gà 1 tấn. Gà 1 tấn 50 triệu. 50 triệu. Chứ nhiêu? Hình như ông Phong còn mấy con? 245 triệu phải không? À, để em về em kêu có con nào bắt cho nút con ha. Ừ. Con nuôi chay cho đứng á, cho nó đứng trước á. Cái gà tự nhiên gà trống đẹp gì đi làm thịt. Đủ ghê luôn. Gà tơ nè, đâu cái gì nè. Móng ở cái cửa này có cửa mới ra mà. Cửa non mà. Đẹp mà. Tự nhiên làm thịt đúng rồi. Dăm đàng hoàng đẹp lắm. Không làm thịt gà mái chứ làm thịt gà trống vậy hả? Gà mái để thôi đi làm thịt đi. Hình như con gà này hổn mà sao nè. Con này dữ quá nó làm thịt phải không? Ừ, hổn quá nó không mới bắt.